Chiều nay ngày 17 tháng 4, các bạn đang xem trực tiếp hiệp 2 giữa hai đội An Hảo Đông và khối các cơ quan. Qua hiệp 2 này thì khối các cơ quan ở màn hình phía bên trái của các bạn, còn môn màn hình bên trái của các bạn. Còn đối với An Hảo Đông thì màn hình phía bên cầu môn phía bên trái bên phải của các bạn. Wow, một cú sút khá căng của số 9 ở khá cuối cơ quan, tuy nhiên không vào. Với các cơ quan ra quân áo trắng quần xanh, còn An Hảo Đông ra quân với áo xanh quần xanh. Hiệp thứ nhất đã hòa 2-2 cho cả hai đội. Thời tiết bây giờ khá mát mẻ, gió nhẹ, thuận lợi cho cả hai đội. Các bạn đang xem tranh giải ba của giải mini nam năm 2023. Tổ chức với các cơ quan tổ chức tấn công. Thủ môn của khối các cơ quan đã khá hay, đã xuất xa rất là hay. Của các cơ quan đang tổ chức đá phạt. Xuất trực tiếp luôn. Thủ môn thầm lấy bóng mà. 3-2 nghiêng về khối các cơ quan. Sang phút thứ tư, khối các cơ quan đã ghi một bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-2. Đẩy chuyền qua số 4. Số 4 của khối các cơ quan đã đá ra ngoài. Sút! Hay. Đưa trở lại chứ. Đá giải chết rồi. Thank you.
Rất hẹp luôn, rất hẹp luôn, sao đá được. Do cái bộ lưu của anh, của nhớ, nhớ anh vô, nhớ thì nó lưu thoải mái. Rồi ai lên lên luôn đấy, cố đi lên đi, đá chính gì áp sát vô, áp sát vô, hào đồng cũ chút khá hay. Giỏi. Đâu có đâu. Đâu có đâu. Banh đấy chiếu không tí thôi chứ đâu có đâu, một tệ. Banh đấy giờ nó chiếu, nó chiếu cái banh rồi ngã thôi. Thất thế ngã thôi chứ. Bây giờ đang phút thứ 7, với các cơ quan đang được hưởng một đá phá rạch trước công thành của An Hảo Đồng, rất là nguy hiểm. Chúng ta xem thử An Hảo Đồng phá bành như thế nào. Sóng gió đã qua khỏi công thành của An Hảo Đồng. An Hảo Đồng tổ chức tấn công. Mệt rồi, sao anh đá không chính xác như vậy? Mức độ chính xác không cao. Hay quá, có một mấy cái hay. Không nhìn, cứ muốn nhìn ở ngoài, nhìn này tập ở bên khán giả coi cuối cùng. Đâu rồi? Cái thứ vàng hả chứ? Bỏ bên đây. Cái đấy đâu có gì đâu mà thủ môn nữa, mà còn thủ môn nữa mà sửa gì? Còn thủ môn nữa mà. Quay. Cái anh số 4 anh không kìm người mà nó xuống đây nó lót mà đến tự do mà sao, đúng không? Để kìm người vô chứ, để nó đứng chỗ đây tự do mà sao? Cái khâu bên ăn đường đông mà. Hiện giờ tỷ số 4-2 nghiêng về khối các cơ quan. Hay quá. Sút nó mờ cũng được mà không có nhiều không? Không có nhiều. Đồng sút đầu dính đó. Đá rất nhẹ nhàng
đơn giản mà hiệu quả. Kèm banh vô cho tạo rồi. Của cơ quan đang tổ chức tấn công. Bàn đá đá thì cào quá không, đá sức cái cào bắn cào mất. Không có ai hết mà đứng đứng trên góc làm sao đưa. Ồ, chết thật vào đá như vậy thôi. Em giờ mệt lắm, mất cái độ chính xác quan trọng. An Tường Đông đang tổ chức tấn công số 3 lừa qua số 6. Số 6 xin cho số 4. Suốt! Vô! Đã rút xuống tỷ số 3-4. Đã đẹp dẫn mấy mươi đá ta. Đã đẹp đi chứ đâu gì đâu mà sao cứ bị sao ạ? Nó bị sao vô đây nó cũng vậy, nó cũng bị khớp rồi anh ha. Có nhiều lúc nó cũng bị khớp hay sao. Chứ nếu tổ chức thì đá cũng có lối như vậy rồi. Ờ, đá được rồi mà có hậu bị khớp cơ. Lúng cuốn. Thu lưới tao đây. Tỷ số bây giờ được còn rút ngắn lại chỉ còn 3-4. Lưới đâu. Đá đi hả? Cái gì thảo đâu. Nhanh cho quẹn đi. Đấy, đứng đi. Đứng đi. Trời ơi, đấy. Đấy. Em lại vô đấy. Chết rồi, chết ha. Đá đường giãn vậy rồi. Đá đường giãn lắm. Đá đường giãn lắm. Đá đường giãn lắm. Của anh Giang Chính Đảng. Đã mang tỷ số lên 5-3. Không kèm người. Cơ bản là không kèm người. Kèm nổi người thôi vậy đó. Kèm người vô chứ. Đâu có gì đâu. Chết à, xui. Xui. Bành đấy anh bị quýnh chứ không anh nhẹ nhàng đứng dậm bành rồi. Anh Hào Đông bị tâm lý. Hào Đông bị tâm lý. Thủ với kèm người không chặt. Đánh quá, đúng rồi, sút. Năm hai rồi không? Năm ba. Tỷ số đang 5-3 nghiêng về phối các cơ quan. An Tường Đông xin hủy hiệp thứ hai. Lần thứ nhất hiện giờ thời gian đã đến phút thứ 15.
Tỷ số đang tạm nghiêng về khối các cơ quan 5-3. Hiệp đối diễn ra khá căng thẳng. Trọng tài chính cho tiếp tục trận đấu giữa An Hảo Đông và khối các cơ quan. Tỷ số nghiêng về khối các cơ quan đó là 5-3. Đây là trận đấu tranh giải ba của giải mini nam năm 2023 nhằm chào mừng ngày 30/4 và 1/5. An Hảo Đông tổ chức tấn công. An Hảo Đông được hưởng đá phạt biên bên cánh trái. Đứng trước bóng đó là cầu thủ số 4, có lẽ chuẩn bị xuất trực tiếp vào cổ môn. Chúng ta xem thế nào, xuất trực tiếp vào cổ môn. Cổ môn chạy ra nhanh, hay quá. Hay quá, ưu già, hay quá. An Hảo Đông đá do bị mất tổ chức, rối loạn đội hình. Chứ thiệt ra đá hay bị mất, bị tâm lý, rối loạn đội hình. Vậy là sao? Đó, sút. Ôm banh lại. Từ từ thôi. Bắn qua. Sao giỏi không chịu theo tiếp banh. Chứ được coi bém hồng không hoài, không lò hoài, coi bém. Coi bém không nó lò hoài hết. Hiện giờ đã phút thứ 18 rồi. Tối cơ quan đang tổ chức tấn công ở trung lộ. Cầu thủ số 4 trung lộ chặn lại lên sút. Đã khá hay nha. Thủ hay lắm, đúng rồi. Anh đá ảnh phạm lỗi mà anh banh của dân người ta mà. Banh trong chân người ta mà anh là bắt đầu. Đâu.
cho cái bàn đó ta đãi thánh luôn. Trời ơi. Đưa. Dễ. Đưa qua đó, vậy đó, đúng rồi. Chạy qua tiếp. Qua lại nữa. Xuống dưới kép kia. Đâu, đưa cái kia. Xuống cái nào. Quá, cái vậy? Còn con phút nữa, tăng ly. Sút. Sút. Không vào, cố gắng nhưng mà đã qua rồi. Còn có phút nữa, lên đi. Ủa vậy? Vậy, trời gì? Phút thứ 21 của đất thứ 2. Nằm tỷ số lên 6-3. Nghiêng vô khối các quan. Thời gian đang ủng hộ khối các cơ quan. Lúc này chúng ta đã tốt rồi, kết thúc trận đấu giữa khối Nhân Đảng và Âu Đông. Khối Nhân Đảng thế này trong tỷ số 6-3. 6-3 nghiêng về khối các cơ quan. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong trận chung kết sắp tới.